Xin chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con Dell Latitude 5300 nha mọi người. Đây là cái bản i7, Gen 8, RAM 16 và SSD 512, rất là chất lượng. Cái ngoại hình thì khá là đẹp, màn hình là 13.3 inch Full HD, màn hình rất là sáng, đẹp và chi tiết mọi người. Các chức năng là hoàn hảo hết trơn luôn á. Latitude 5300 i7 8665 nha mọi người, 8665. 8 RAM 16GB nè, cái này là 8 CPU ha. Nếu như mà bình thường đó là 7390 nó sẽ là i7 8650. Cũng giống như trong i1 carbon Gen 6 thì là sẽ là 8650, còn i1 carbon Gen 7 là 8665. Nhưng nó hơn chút xíu á mọi người. Đó. Rồi đây, mình chết series máy luôn, được sản xuất năm 2020 tại Japan nha. Độ phân giải màn hình là Full HD 1920x1080. SSD là 512. Chung là máy là hoạt động hoàn hảo, không có lỗi làm gì, pin trên 3 giờ, màn đẹp, không có lỗi lầm ha, có thể bật ngửa 180 độ như thế này. Cái dòng này thì xài rất là sướng mọi người, Dell Latitude xài rất là bền rồi mà còn sướng nữa, nhẹ 1,2 kg. Có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế, dán vào là gõ kiểu quốc tế ok ha. Và dán phím thì cũng rất là êm mềm, zin xịn, giữ được cái bản chất của phím Nhật. Đây là tem của Dell. Ở chỗ này thì nó dính sticker gì đó, nó cũng một cái tem gì đó của Dell, sau này người ta lột ra thì nó như vậy. Bàn rê chuột khá là sạch sẽ và đẹp. Đây cái số điện thoại của hãng luôn á, i7 Gen 8, nói chung là máy đẹp. Vỏ ở ngoài cũng khá là đẹp nha mọi người, như vậy là đẹp rồi. Mặc dù là đây mọi người, cái chỗ đó nó dính cao, mình vừa mới chùi, nó có chày một tí tì tì chỗ này, không đáng kể gì, chút xíu xíu à. Đó, còn lại là mình thấy là tương đối sạch sẽ, như vậy là sạch sẽ rồi mọi người. Đây ha, đây, thấy vậy thôi, đây mọi người, không có bị trầy xước hay là cứng móp gì hết. Nhưng mà vỏ này là tương đối đẹp. Các ngõ kết nối, ngõ sạc nè, ngõ Type-C, HDMI, USB, chỗ này thì có hơi trầy chút xíu xíu. Giống như là người ta sử dụng thì cái đó nó hơi xước một tí á mọi người. Bên này thì thẻ nhớ, rồi mạng LAN, USB, tai nghe, máy tương đối đẹp, như vậy là đẹp rồi mọi người ha. Và mình báo giá mọi người cái con máy này, máy kèm sạc không có lỗi làm gì, A536, giá của nó là 7 triệu chẵn nha mọi người. i7 RAM 16 SSD 512, ai chốt thì inbox mình. Mọi người mua hàng cọc 1 triệu, còn lại thì mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Máy rất là chất lượng và luôn luôn bao dinh nên mọi người yên tâm. Cảm ơn mọi người nhiều nha.